Này thiện hiện vì đại Bồ Tát ấy, từ đời trước đến nay chẳng nhiếp thọ sắc, chẳng nhiếp thọ thọ tưởng hành thức, chẳng nhiếp thọ nhãn xứ, chẳng nhiếp thọ nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ, chẳng nhiếp thọ sắc xứ, chẳng nhiếp thọ thanh hương vị xúc pháp xứ, chẳng nhiếp thọ nhãn giới, chẳng nhiếp thọ nhĩ tĩ thiệt thân ý giới, chẳng nhiếp thọ sắc giới, chẳng nhiếp thọ thanh hương vị xúc pháp giới, chẳng nhiếp thọ nhãn thức giới, chẳng nhiếp thọ nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới, chẳng nhiếp thọ nhãn xúc, chẳng nhiếp thọ nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc, chẳng nhiếp thọ các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, chẳng nhiếp thọ các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra, chẳng nhiếp thọ địa giới, chẳng nhiếp thọ thủy hỏa phong không thức giới, chẳng nhiếp thọ vô minh, chẳng nhiếp thọ hành thức, danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử, chẳng nhiếp thọ việc xa lìa sát hại sanh mạng, chẳng nhiếp thọ việc xa lìa sự chẳng cho mà lấy, dâm dục, tà hạnh, lời nói hư dối, lời nói thôi ác, lời nói chia rẽ, lời nói hỗn tạp, tham dục, sân giận, tà kiến, chẳng nhiếp thọ bốn tịnh lự, chẳng nhiếp thọ bốn vô lượng, bốn định vô sắc, chẳng nhiếp thọ bố thí ba la mật đa, chẳng nhiếp thọ tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa.